Chào mừng các bác quay trở lại với cả mình anh hãy Trước khi mà kết thúc cái chương trình tặng loa cho một số mẫu của LG ấy Thì hôm nay em nhận được một cái yêu cầu khá là thú vị của một bát, bác Ba người Quảng Bình Đấy, Và khi hai bác cháu trao đổi thì bác cũng muốn là xem tất cả những cái mẫu TBLG mà em đang bán Hôm nay thì sẽ là một clip khoảng tầm vài chục phút để phục vụ các bác Những mã của LG và ngay cả những cái mẫu TV của LG mà đang bán trên sàn thì nó sẽ có cái đặc điểm ra sao, giá bán như thế nào và hiện tại những mẫu nào là đáng mua nhất. Hãy rất mong tiếp tục nhận được ủng hộ của các bác bằng kênh nhấn đăng ký, theo dõi những video, những clip em lên cập nhật các dòng TV đang bán ở trên thị trường. Hôm nay thì nhận được một yêu cầu của một bác khách Bác cũng có tuổi rồi, bác người Quảng Bình à, Trước khi mà kết thúc cái chương trình à, Trước khi mà hết tháng 10 Kết thúc cái chương trình tặng loa của LG Thì à, cái yêu cầu của bác là muốn xem tất cả những mẫu TV của LG đang có, đang bán tại bên này Và những mẫu LG mới nhất trong năm 2024 Thì bên em đều có hàng này Thứ hai nữa là những mẫu của năm 2023 Thì hiện tại vẫn đang tiếp tục được bán 2023 thì sẽ có các đại diện với cái ký hiệu là UR811 hay là Lalo 76 SQA Đấy, các bác sẽ để ý cái ký hiệu nhé. UR là của 2023, năm nay đã ra các mẫu UT rồi. Và đối với những dòng mà có ký hiệu Lalo và ký hiệu ở đuôi là SQA thì đây là các cái mã hàng ra mắt trong năm 2022 và tiếp tục bán trong năm 2023 và 2024 cái mẫu SRA của 2023 hiện tại thì cũng không còn hàng nữa và mới nhất trong năm 2024 này là TSA nhưng mà nói chung chung thế thì các bác sẽ không không thể thấy được cái sự khác biệt giữa những cái mã hàng TV này và hôm nay thì để mọi người dễ quan sát và theo dõi thì em sẽ đi lần lượt những cái mẫu TV đang có so sánh 2023 và 2024 nâng cấp những cái gì à, nhưng về cơ bản thì các bác hình dung là TV LG của năm 2023 hay 2024 thì sẽ chia ra làm các phân khúc khác nhau. Dòng U thì nó sẽ có là gì có đầy đủ các tính năng, có trang bị đủ các ứng dụng để người dùng có thể là xem đủ các kênh truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam. Đấy các bác có thể sử dụng ứng dụng VTV Go này, sử dụng ứng dụng MyTV hay FPT Play chỉ với điều kiện là gia đình có mạng Wi-Fi, có mạng Internet là có thể xem truyền hình mà không cần phải sử dụng anten rồi. Và đối với những dòng tivi của LG dòng U thì thường sẽ đi kèm là một cái điều khiển Magic Remote. duy chỉ có một số các cái mã hàng mà nó không có cái điều khiển Magic Remote ấy thì là gì? Thì là nó sẽ nó sẽ đi kèm một cái điều khiển bàn phím. Nhưng mà nó có mã một số mã nhất định là chỉ có điều khiển bàn phím thôi. Và điều kiện là các bác cần mua thêm điều khiển Magic Remote thì đó là các mã như các dòng 43UQ giá rẻ, 43UR giá rẻ. À 2023 thì hiện tại bên em đang còn các mẫu như UR811 hay là cái mã hàng Lalo 76SQA. Các mã hàng của năm 2023 như 55 UR811 thì những cái mẫu đó thì đang hiện tại đang được thay thế bởi các mẫu của 2024 như UT801 rồi. Duy nhất thì còn 65UR811 dòng 4K kích thước màn hình 65 inch. Mã hàng UR thì sẽ ra mắt trong năm 2023. Thay thế là 2024. 2024 sẽ là uh, UT và hiện tại giá của cả UR811 và UT801 thì đang có giá nhỉnh 12 triệu tương đương các bác nhé. À, đối với một số các cái mẫu TV uh, có cái công nghệ nhỉnh hơn một chút so với cả dòng U là dòng Lalo. Và đối với Lalo thì sẽ là 65 Lalo 76 và hiện tại thì LaLo 76 vẫn là cái mã hàng được ra mắt từ năm 2023 và đang có giá rất là tốt trong thời điểm của tháng 10 năm 2024 này. Dòng LaLo sẽ cao cấp hơn so với cả dòng U. 65 LaLo 76 SQA thì có giá bán sau khi mà trừ hết quà thì đang bán về có nhỉnh 13 triệu thôi. Với công nghệ mà LaLo Cell, màu sắc tinh khiết chuẩn 4K. Dòng này thì đã có cái bộ xử lý Alpha 5, bộ xử lý Gen 5 bằng trí tuệ nhân tạo có khả năng nâng cấp các nguồn tín hiệu thấp lên gần chuẩn 4K. Nhìn sơ qua thì các bác sẽ thấy là dòng UR và Lalo thì khá là giống nhau với chân đế bán nguyệt vị trí chính giữa, thiết kế gần như là tràn viền ba cạnh. Thì các bác hình dung là với cái thiết kế nhìn sơ qua như vậy thì các bác rất dễ nhầm nếu mà các bác không để ý về cái ký hiệu của nó. Lalo Cell thì sẽ có màu sắc trong hơn. Các bác xem những khung hình với cái chất lượng hình ảnh nó chuẩn ấy, thì trên Lalocell sẽ có cái vượt trội như UR và UT UR 801 à, UR 811 và UT 801 thì đang nhỉnh hơn bởi vì đang có chương trình bảo hành 35 chính hãng tại nhà thì đó là phân khúc 65 inch của 2023 nhé các mẫu cao hơn so với cả Lalo 76 cái mẫu mà Lalo 76 của 2024 thay thế cho cái con Lalo 76 này thì là Lalo 81 Lalo 81 thì sẽ có cái giá sau khi trừ hết quà về còn sấp xỉ 14 triệu thôi. Thằng Lalo 81 hiện tại thì đang cũng là một trong những mẫu 65 inch giá tốt với màu sắc à, tinh khiết chuẩn 4K trong sâu hình, độ tương phản và màu đen chi tiết. Lalo 81 TSA của 2024 bán về giá sấp xỉ 14 triệu thì sẽ khác hơn so với cả Lalo 76 là chân đế nó đặt ở vị trí hai bên, không phải chân bán nguyệt ở giữa nữa. Nhưng đi kèm của nó thì vẫn là một cái điều khiển Magic Và các bác kết nối điều khiển với cả TV thì sẽ cho người dùng cái trải nghiệm Giống như là đang lướt chuột trên màn hình máy tính hay là laptop vậy Lalo 81 của 2024 nâng cấp hơn so với cả Lalo 76 Độ sáng cao hơn, màu lịnh mắt hơn và trong hình hơn Bởi vì nó có cái bộ xử lý lưng cao hơn Là bộ Alpha 5, bộ xử lý Gen 7 Mới nhất trong năm 2024 giao diện của Lalo 81 năm 2024 thì cũng khác biệt hơn một chút so với cả cái giao diện của năm 2023. Giao diện này thì các bác hình dung với giao diện mới, Đây. nó sẽ có là gì? Là có hệ thống các ứng dụng tập trung màn hình, có cái gì? Có cả cái hình nền để các bác có thể là thấy là cái cái khung hình TV của các bác giống như một cái trải nghiệm của người dùng, giống như là một cái cửa sổ. Và trên những dòng mới của 2024 này Thì sẽ tích hợp thêm một số các tính năng rất là xịn sò Chẳng như là các bác muốn tắt màn hình khi mà nghe nhạc Thì trên Lalo 81 này đây, Đã tích hợp cái công nghệ này rồi Màn hình tắt Bán giá sấp xỉ 14 triệu nhé Thì phân khúc màn à, hình nó trong hình Có màu sắc tinh khiết chuẩn 4K Có điều khiển Magic Remote đi kèm Có các công nghệ chỉnh chiếu nội dung từ laptop, từ máy tính lên Thì trên Lalo 81 trên cái mã hàng này thì đây là một trong những mẫu có phân khúc giá ổn áp nhất với kích thước màn hình 65 inch rồi à, thấp hơn Lalo 81 trong năm 2024 thì sẽ là các dòng UT em vừa có đề cập tới UT 80165 thì mẫu đó là mẫu bảo hành 35 chính hãng nhưng cái mẫu thấp hơn nữa giá rẻ hơn nữa thì các bác phải để ý tới 65 UT 7350 mẫu này thì sẽ có cái cấu hình tương đương như UT801 nhưng mà UT7350 ấy thì là nó có xuất xứ tại Việt Nam, được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam nên là giá hiện tại đang là tốt nhất trong phân khúc. Bán với giá nhỉnh 11 triệu cho cái kích thước này. Đấy các hình dung là sản xuất tại nội địa và không mất chi phí à, nhập khẩu, chi phí thuế má hải quan hay là cái chi phí vận chuyển ấy, thì dòng này nó đang có giá ổn nhất trong phân khúc 65 inch của LG hiện tại. 65UT7350 bán giá nhỉnh 11, thì đây cũng là một trong những mẫu có thiết kế khung viền kim loại, tràn viền ba cạnh. Tất cả các mẫu khác nó là khung viền nhựa nhé, nhưng riêng thằng này sản xuất tại Việt Nam là khung viền kim loại. Cũng đi kèm điều khiển Magic Remote, hai điều hành webOS web mới nhất trong năm 2024. Đấy thì cái mẫu này là mẫu mà em cũng hướng nhiều bác lựa chọn cái mẫu này, mẫu mới của năm 2024 với giá rất là tốt trong cái thời điểm của tháng 10 năm 2024 này cao cấp hơn Lalo 81 cao cấp hơn các mẫu U thì phải nhắc đến dòng QLED em đã đề cập cái QLED 86 ngay phần đầu Đấy, thì các bác hình dung là QLED 80 thì chỉ thấp hơn so với ở QLED 86 một chút xíu thôi 65 QLED 80 thấp hơn QLED 86 là con này sẽ có giá sau khi trừ hết quà về còn nhỉnh 16 triệu chút xíu thằng này thì sẽ đặc biệt hơn với công nghệ quan tầm đốt kết hợp với cả Lalo Cell QNID 80 2024 chip xử lý Alpha 5 thế hệ thứ 7 và với cái mã hàng này thì nó có kèm thêm công nghệ tinh chỉnh độ sáng cục bộ nâng cao nên là cái việc xử lý hình ảnh độ tương phản màu sắc và độ sâu chi tiết trên QLED 80 thì nó sẽ đẹp hơn so với cả Lalo 81 thằng này thì cũng vượt trội hơn với thiết kế chân đế có thể tùy chỉnh kiểu lắp đặt lắp ở bên sườn hay lắp vào vị trí chính giữa thì cái này nâng cấp hơn so với cả con Lalo 81 rồi Lalo 81 thì đang bán với giá sấp xỉ 14, còn QNED 80 bán với giá sấp xỉ nhỉnh 16 triệu chút xíu, lệch nhau khoảng hơn 2 triệu. Màu trên QNED 80 sẽ trong hơn, sâu hình rực rỡ và tươi sáng hơn so với cả Lalo 81. Vậy cái lý do nó vượt trội và lý do nó đắt tiền hơn thì các bác cần để ý tới cái chất lượng hiển thị của màu sắc thể hiện trên những mẫu TV này. À, QNED 80 bán giá nhỉnh 16 nhưng À, cao cấp hơn nữa thì có QLED 86 và mẫu này đã review chia sẻ rất là nhiều tần số quét cao hơn 120 Hz bộ xử lý khủng hơn với chip xử lý Alpha 8 thế hệ à? À, thế ạ à? mới nhất hiện tại của 2024 con này thì trong hình sâu hình chi tiết có quét hình với tốc độ quét hình tới 120 Hz thì khung hình chuyển động nhanh nó sẽ xử lý vô cùng mượt mà chân đế kim loại nguyên khối đặt vị trí chính giữa. Thằng này các bác mua hiện tại bảo hành 35 tặng kèm theo một bộ loa sao ba Và đối với cái thiết kế này thì đây là một trong những mã hàng điểm nhấn trong năm 2024 Sẽ được rất là nhiều khách hàng lựa chọn cái mẫu này Đấy, Cao hơn cả quý LED 86 thì sẽ còn có cả những dòng B4 hay là C4 OLED nữa Còn C4 thì trong video gần nhất em đã review chi tiết OLED 65C4 thì đang bán tại bên em với giá nhỉnh 41 triệu các bác nhé còn đó thì bên em cũng đang có sẵn hàng tại góc xa kia à, Bây giờ em sẽ di chuyển ra để lựa qua một số mẫu à, QLED 86 có cả kích thước màn hình 55 minh bán với giá dưới 16 triệu Vậy, Con này là 55 QLED 55 QNED 86 TSA của 2024 Thiết kế chân đế kim loại Tràn viền ba cạnh độ phân giải 4K Nhưng mà cái dòng khủng thì nó là OLED EVO C4 này Con này thì mạnh nhất là gì là màn hình OLED có cái chip xử lý alpha 8, alpha 9 thế hệ thứ bảy chip mạnh nhất bây giờ, có công nghệ tăng cường độ sáng, thiết kế siêu mỏng, màn hình OLED thì nó là đẳng cấp và thiết kế khung viền kim loại tràn viền cả bốn cạnh và con này với công nghệ màn hình OLED cho cái độ sâu tuyệt đối thì nó cho các bác cái trải nghiệm khung hình thì cực kỳ đỉnh cao uh, OLED 65C4BSA của 2024. À, tốc độ xử lý của chip alpha 9 cực kỳ khủng à, kết hợp với cả à, cái điều khiển magic Remote trên dòng này thì các bạn cũng có thể điều khiển mà không cần cầm không cần cầm cái 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 điều khiển ở trên tay nữa à, con này thì em đã có một cái clip review chi tiết trong cái danh sách gần nhất à, nhưng mà tóm lại những cái mẫu lg hiện tại các cái điểm nhấn thì có mẫu 65 ut7350 bán giá nhìn 11 à, có 65